Dạ, Ngọc Nguyễn trân trọng kính chào Ngài Đại Thiên Sứ, Đại Đức Quốc Công, Tổng thống toàn phần Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa Đại Minh Quân, kính yêu của dân tộc Việt Nam và những người Việt, phu nhân, với phu nhân và người Việt yêu nước. Dạ, Ngọc Nguyễn xin phép được nhận lời cầu nguyện. Hôm nay là ngày 22 tháng 2 2021. Chúng con là thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và người Việt toàn cầu. Kính lạy Đấng Tối Cao, Thượng Đế, Trời Phật và Hồn Thiên Sông Núi. Xin Phật hộ độ trì cho chúng con. Kính xin che chở cho nước Việt và đồng bào thương yêu quốc nội của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Kính xin bảo vệ Ngài Đại Thiên Sứ, Đại Đức Quốc Công, Tổng thống toàn phần Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa kính yêu của chúng con và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Kính xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc vinh quang trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Ương Thánh Đức. Kính xin tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính, sống thì phải cho lẫm liệt mà tháp cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, đúng như gương sáng của vị lãnh đạo kính yêu của chúng con đã tương xưng. Dạ, Ngọc Nguyễn đã dâng lời cầu nguyện xong thì chúng ta cũng phải nhìn về nước Mỹ, thì cái lũ cộng sản nó cũng phải bằng mọi giá để nó mua chuộc người dân qua những cái vụ mà trưng cầu bầu cử. Có khi nó còn đến nó ghi danh dùm cho người ta, nó làm hồ sơ dùm cho người ta nữa để nó mới được phiếu của cái bên của nó. Và Tàu Cộng cũng vậy, Tàu Cộng nó cũng phải bỏ ra cả trăm năm nó mới chuẩn bị được một cái vấn đề mà nó đã gặm nhấm cái đất nước chúng ta gần hết như ngày hôm nay qua cái mật nghị Thành Đô từ năm 1000, từ ngày 4 tháng 9 năm 1990, thì là chúng ta cũng thấy là nó muốn ăn cướp mình á thì nó cũng phải bỏ công, mà mình bây giờ mình muốn lấy lại cái đất nước của mình cũng phải bỏ công, thấy không? Đó, nhất là chúng nó không có ở trong nước mình, nó phải đưa người sang đất nước chúng mình bằng cái tên Hồ Chí Minh, rồi nó phải lừa gạt người dân Việt Nam chúng ta qua cái tên của ông Nguyễn Ái Quốc, rồi nó mới bắt đầu nó mọc rễ mọc nấm, nó mới là lan tràn ra từ 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 đến hết cả nước Việt Nam của chúng ta. Nó lấy được miền Bắc rồi nó mới lấy được miền Nam, rồi nó mới nhồi sọ người dân chúng ta, nó mới làm cho chúng ta bị không còn cái thành phần đạo đức, cái thành phần chân chính, không còn cái khí khái anh hùng của người Việt Nam, thì nó mới được có cơ hội như ngày hôm nay là gần 90 triệu dân trong nước hoàn toàn thụ động trước cái âm mưu mất dạy khốn nạn của nó. Thì nó giống như cái cơ thể của mình đó, mỗi ngày nó rỉ chút, rỉ chút, rỉ chút, giờ là mình còn cái vỏ không à, mà không còn cái ruột, không còn cái trí óc gì hết trơn. Thì bây giờ chúng ta muốn lấy lại đất nước thì chúng ta cũng phải làm việc, chúng ta cũng phải bỏ công bỏ sức ra để mà chúng ta mới lấy lại những gì đã mất. Mà bây giờ chúng ta được trí huệ của Ngài Đại Thiên Sứ, Đại Đức Quốc Công, Tổng thống Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa Đại Minh Quân kính yêu của chúng ta, tìm ra một cái biện pháp đơn giản nhất mà hữu hiệu nhất, không những hữu hiệu cho Việt Nam mà còn giúp cho thế giới nữa. Cho nên sau một thời gian dài với cộng sản, chúng ta gần như là nó bị tê liệt, giống như là nó không có cho mình làm việc, nó chỉ cho mình hưởng thụ thôi.
Thì các bạn cũng biết rồi, khi chúng ta hưởng thụ thì đương nhiên là cái tinh thần mình nó rã rời, nó mệt mỏi, nó ngu tối, nó đâu còn biết những cái điều gì khác. Cho nên nó mới tập người Việt Nam chúng ta là chỉ có ăn chơi nhậu nhẹt, cờ bạc, điếm đàn, xì ke ma túy, để nó mới tiêu diệt cái tinh thần Việt Nam của chúng ta. Mà ngay nước Mỹ cũng vậy, nó cũng làm như vậy. Nó cũng tập cho thanh niên Mỹ là cũng hút sách, rồi cũng trị lạc, rồi phá thai cái nọ. Các bạn thấy không? Nhất là cả cái vấn đề phá thai. Trong cái xã hội văn minh ngày hôm nay chúng ta có thuốc ngừa thai. Thì tại sao chúng ta không dùng thuốc ngừa thai mà chúng ta phải để cho nó có thai rồi chúng ta lại phá thai? Đây là một cái điều mà chúng ta phải quan tâm. Là tại vì nó muốn tập cho chúng ta những cái thói man rợ, giết người một cách đơn giản. Rồi từ từ chúng ta sẽ đi đến những cái con người man rợ như cái bọn cộng sản này. Nó tập cho chúng ta man rợ, cho chúng ta ngu si, thì nó mới là lừa gạt chúng ta, nó mới chia rẽ chúng ta. Thì nếu mà chúng ta không có Ngài Đại Thiên Sứ dẫn dắt cho chúng ta thấy được những cái tội ác của cộng sản, những cái mánh khóe của chúng nó, thì chúng ta đâu có biết. Chúng ta đâu có biết là họ là những người bị Tàu Cộng nó nhồi sọ để mà diệt chủng tộc Việt Nam bằng chính tay người Việt. Các bạn thấy không? Đó. Nhất là ví dụ như nước Mỹ bây giờ người ta đang bị nó lũng đoạn một phần nào đất nước của người ta, và người ta vẫn ở trên nước của người ta. Người ta còn những người Mỹ yêu nước đoàn kết với Tổng thống Donald Trump trên chính quê hương của họ, thì họ có cơ hội. Tại vì cho dù cái tên này nó có kéo dài nhiều lắm là cũng 4 năm thì sẽ có một cuộc bầu cử khác chẳng hạn, là mình nói cho nó tối đa như vậy. Nhưng mà trong cái quyền lực của một người tổng thống, nếu mà vi phạm những cái tội mà nguy hiểm cho đất nước thì người ta cũng có cơ hội để mà trút phế cái người tổng thống này. Tại vì người ta đã đang ở trên đất nước người ta có cái quyền lực của người ta. Còn người dân Việt Nam chúng ta không có quyền lực gì hết trên chính quê hương của mình. Các bạn đã để cho một cái lũ cộng sản, nó có 493 tên, rồi bây giờ nó mọc lên 3 tên nữa là 496 tên. Và nó cũng do có 18 tên đầu sỏ điều khiển cái lũ này mà thôi. Rồi bây giờ nó thấy bên chính phủ mình có 1.070 đại biểu, nó mọc ra thành ra 1.060 hay là 1.860 gì đó mình quên rồi. Những cái con số mà chúng nó đưa ra là nó muốn đưa ra nhiêu đưa, chứ nó không cần phải có một cái quốc hội phải tụ họp bao nhiêu ngày phải lấy ý kiến rồi mới đúc kết lại nó mới ra một cái số như vậy. Các bạn có nghe là chúng nó tụ họp bao nhiêu ngày như là quốc hội khóa một của chúng ta hay không? Thấy không? Nhưng mà bao nhiêu năm nay thì người dân chúng ta không có cái cơ hội để mà nói ra được cái tiếng nói của mình, cái quyền lực của mình trên chính quê hương của mình. Cho nên khi mà cái tên Tàu Cộng Hồ Chí Minh này đó là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam chúng ta. Tại vì nó giết dân mình, nó hại dân mình, nó cướp của mình, nó đem về Tàu. Và bây giờ nó dạy cho những người Việt Nam chúng ta thành những người Cộng sản Việt Nam, để mà ăn cơm nhà mà lo chuyện thiên hạ, cái bằng khôn nhà dạy chợ đó. Những người cộng sản Việt Nam là do người dân Việt Nam nuôi dưỡng mà không có làm việc cho đất nước Việt Nam mà làm tay sai cho Tàu Cộng. Rõ ràng vì khi mà chúng ta có những người mà nhìn ra Hoàng Sa Trường Sa của mình đó bị nó phát triển đủ thứ đó, thì có một số người dân là đã có chống đối. Mà đúng ra cái đó là phải là cái chuyện của quân đội Việt Nam có bổn phận phải bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa, chứ không phải là đợi người dân chống đối.
mà khi người dân chống đối là còn bị đàn áp nữa, chứ không phải là được binh vực, mà ngay ở trong đất nước mình đó. Rồi cửa biên giới nói là bây giờ mở ra chứ không có quyền đóng, còn phải đợi lệnh của thằng Tàu nó cho đóng mới được đóng. Thì đó là những cái vấn đề mà người dân chúng ta thấy rõ ràng người Cộng sản Việt Nam đã xác nhận họ là làm việc cho Tàu Cộng chứ không có làm việc cho người dân Việt Nam, đúng không? Đó, họ đã xác định, mà tại người dân mình không có can đảm, hay đúng hơn là lúc đó chúng ta chưa có cơ hội, bị nằm mình giống như mấy con cá mà nằm trong cái rọ đó, không có làm gì được hết trơn. Nhưng mà bây giờ các bạn phải biết được là chúng ta đã có chính phủ, một chính phủ mà song hành với người Mỹ và là một sĩ quan trong nền đệ nhị Cộng hòa, đã từng đánh với Cộng sản trong chiến tranh mà không có bị nguy hiểm gì với Cộng sản hết, mà Cộng sản nó còn sợ nữa. Trong thời chiến tranh, Cộng sản nó nghe Black Tiger là nó sợ ghê lắm, nó còn phải cách xa 5 cây số nữa, chứ không phải mà cách xa 1 cây số nữa. Nó phải cách xa cái đơn vị Black Tiger này á là 5 cây số. Trong cộng sản là trong chiến tranh là cộng sản nó đã sợ tổng thống của chúng ta rồi, vì tổng thống chúng ta cũng bắt được nhiều cái tên đầu sỏ cộng sản cái thời đó lắm, chẳng hạn như tên Lê Duẩn chẳng hạn. Nhưng mà ngài bắt rồi ngài giao cho cấp trên người ta giải quyết, chứ ngài không có giết ai trơn đó. Cho nên những người cộng sản bây giờ phải biết hỏi những người mà thầy của mình, những người ông cha của mình xem Black Tiger là ai, và người này bây giờ đã là tổng thống của nền Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, được người dân tin tưởng bầu gà là coi như là xấp xỉ 8 triệu phiếu, là tại vì đó là ta ở ngoài nước đó mà người ta đã được cái lượng phiếu người dân như vậy rồi, trong khi cộng sản có được ai bầu đâu, toàn là tự tung tự tác, đảng cử dân bầu đề ra, giống như cái một một số cái thành phần mà họ đã tuyển chọn rồi. Rồi giờ mình có bầu người nào cũng là cũng là của Tàu Cộng hết. Cho nên bây giờ người dân Việt Nam chúng ta phải thấy được, nó đi ăn cướp nước mình, nó cũng phải bỏ công, nó cũng phải bỏ của, nó cũng phải ác độc, nó mới đi đến cái thành công ngày hôm nay. Mà nếu chúng ta không may mắn có được ngày Đại Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công, Tổng thống toàn phần Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa kính yêu của chúng ta, hy sinh cho dân tộc Việt Nam và được trời Phật cho ngài một trí huệ giống như những thiên sứ khác, vì cái dân tộc chúng ta nhân đạo lắm, tốt lắm. Cho nên mỗi khi chúng ta bị mà một cái tai nạn gì đó là bề trên đều gửi một cái vị thiên sứ xuống để mà cứu chúng ta, và những vị này người ta làm xong thì người ta đi về, chứ người ta không có nghĩ là cái tương lai của đất nước Việt Nam sẽ như thế nào. Và bao nhiêu lần như vậy thì kỳ này đó, thì cái vị thiên sứ này người ta mới nghĩ ra là tại sao mà cứ mỗi lần mà có vấn đề thì lại cho một người xuống cứu, rồi xong lại đi về, rồi ít lâu sau nó lại tiếp tục, nó vẫn như cũ. Cho nên cái vị thiên sứ này mới tìm ra một cái biện pháp nào là làm sao cho cái đất nước Việt Nam chúng ta phải muôn đời không có sợ bất cứ một ngoại bang nào hết. Đó là cái lý do tại sao mà mình gọi ngài là ngài Đại Thiên Sứ, tại vì ngài cũng là một thiên sứ giống như những thiên sứ khác, nhưng mà những người khác người ta làm xong người ta đi về, chứ người ta không có biết cái hậu quả sau này nó sẽ như thế nào, ta chỉ biết là ổn định cái thời gian đó thôi. Còn ngài Đại Thiên Sứ hiện nay của chúng ta thì ngài thấy được những cái sơ sót của những vị thiên sứ trước, không giúp cho dân tộc Việt Nam chúng ta có một cái sự ổn định tuyệt đối, vì vậy cho nên ngài mới nghĩ ra một cái hiến pháp Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, cái hạt giống lành cho dân tộc Việt Nam chúng ta, mà cũng có thể giúp cho các nước khác sau này nữa.
Thì các bạn nhìn trong hiến pháp là các bạn thấy là nếu chúng ta làm y như vậy, các cháu mà từ khi có thai đã được chăm sóc, rồi được nuôi dưỡng đàng hoàng, khi sinh ra có người giúp đỡ nuôi em sao cho nó tốt, đàng hoàng tử tế, và chúng ta sẽ có một người Việt Nam nặng 80 kg và cao 1m8. Mình muốn xin lỗi cái điện thoại. Muốn xin lỗi, mình nhà hàng nó lung tung hết trơn, cho nên cái chương trình của mình nó rất là hạn hẹp, nó không có nhạc, nó không có văn thơ gì cho các bạn nghe hết. Chúng ta chỉ nói những cái điều quan trọng trong cái thời gian hiện tại, để mà chúng ta phải có một cái quốc lực và có một sự đoàn kết, để mà chúng ta mới lấy lại được hoàn toàn đất nước Việt Nam và cho người Việt Nam chúng ta có một thời thượng hưởng thánh đức. Nếu chúng ta làm đúng những gì mà trong hiến pháp mà Ngài đã chuẩn bị cho Việt Nam chúng ta. Vì cho nên tại sao chúng ta phải biết tiểu sử của Tổng thống? Thì chúng ta mới biết được những cái gì mà Ngài xây dựng để mà có được một đại tam Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm nay. Chứ không phải mà tự nhiên mà có. Chúng ta gọi Ngài là Ngài Thiên Sứ, nhưng mà Ngài phải dùng cái công sức của Ngài và cái trí huệ của Ngài để mà đầu tư cho dân tộc Việt Nam. Chứ không phải là Ngài là một Ngài Thiên Sứ, rồi Ngài hô phép một cái là được liền, hay là biến phép một cái là được liền. Các bạn thấy chúng ta đã nhìn trong cái sa mạc Adelanto là một nơi mà gió, cát, nắng, nóng bức và lạnh lẽo như vậy, mà Ngài vượt qua được những cái điều đó, mà phải nói là chưa có ai mà vượt được hết. Trong tiểu sử của Ngài, chúng ta sẽ thấy tất cả những gì Ngài làm là không bao giờ có một người nào mà thực hiện được hết, cho dù gọi là thiên sứ. Đó, bằng chứng là những vị thiên sứ khác, người ta làm xong, người ta ổn định xong, người ta đi, rồi chúng ta lại bị tàu nó sang. Và rất nhiều lần như vậy. Cho nên kỳ này Ngài phải nghiên cứu rất là kỹ để cho chúng ta luôn luôn chuẩn bị có một quốc lực bằng chính người Việt Nam chúng ta thực hiện. Qua hiến pháp chúng ta thấy được rồi, đời sống của người dân được ổn định, không giống như những các nước khác mà mình làm ăn thất bại rồi mình sẽ khổ sở, rồi mình sẽ đổ nợ, nhiều người còn tự tử nữa, thấy không? Đó, trong hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa chúng ta được ổn định tuyệt đối. Từ cái người mà không có bình thường, tật nguyền, hay là những người mà không có thân nhân, đều được ổn định hết. Và trong khi chúng ta làm ăn thất bại, chúng ta cũng được ổn định. Khi mình làm được thì mình đóng thuế, làm được thì là mình được giúp đỡ cho ổn định cái cuộc sống và chuẩn bị có một cái tương lai mới, chứ không có phải mà thất vọng rồi tự tử, rồi con cái không được học hành, rồi thất bại hoàn toàn hết, không có. Trong đời Tam Cộng Hòa chúng ta thất bại, chúng ta vẫn được nuôi dưỡng trở lại để chúng ta sẽ tiến lên trong tương lai. Không có một sự thiệt hại nào cả, không có một cái sự mà nản chí nào hết. Đó. Cho nên chúng ta phải nhìn ra là trong đời Tam Cộng Hòa, cũng như những nước khác, người ta cũng cho người mà chưa có tiền mua nhà đó, thì người ta cũng cho một cái phòng ở miễn phí,
nhưng mà chỉ một thời gian thôi, rồi chúng ta cũng phải đi làm, rồi có tiền thì chúng ta cũng phải đi mua nhà trả góp chẳng hạn. Nhưng mà cái kỳ này Đại Tăng Việt Nam Cộng Hòa nhất định tất cả những người Việt Nam đều phải có nhà. Cho nên cái lượng nhà mà tuyên bố đó là cái số lượng mà chúng ta tượng trưng thôi. Nhưng mà khi mà ngày về đó thì ai chưa có nhà thì cũng sẽ làm thêm nhà tiếp, xây nhà tiếp để cho làm sao mà không còn một người Việt Nam nào trên đất nước Việt Nam mà không có nhà hết. Đó. Người dân chúng ta phải nhìn ra những cái điều đó, là sau một thời gian mà phải ly hương bằng hai với hai bàn tay trắng, mà ngài phải chuẩn bị cho cái cuộc sống gia đình của ngài, rồi ngài phải hy sinh cái thân xác của ngài, giống như là gọi là ngài ép xác ngài đó, ép xác của ngài để ngài đo với cái sự đau đớn của người quốc nội đang chịu thiệt hại với cộng sản. Ngài thấy mình chưa có khổ bằng người trong nước, cho nên ngài cứ ép xác mình, vì ngài vẫn được tự do mà, cho dù ngài nóng lạnh suốt ngày suốt đêm, nhưng mà cái đó là tự ngài muốn ép xác ngài. Ngài có quyền đi ra tìm một cái nơi mà bình yên hạnh phúc, nhưng mà ngài không muốn, ngài muốn khổ như vậy để mà cùng chung với cái niềm đau của người quốc nội, để chúng ta thấy được cái sự hy sinh của ngài. Và với cái tình thương to lớn của ngài như thế đó thì ngài mới vượt qua được những khó khăn và được trời đất động lòng cho ngài, điểm hóa cho ngài những cái điều mà thánh thiện nhất, để mà cho chúng ta thấy được là nếu chúng ta có tình thương là chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Cho nên cái cuộc chiến này là cuộc chiến tâm trị, vì không phải người Việt Nam chúng ta ghét nhau, đánh nhau, giết nhau, mà chúng ta bị cái loài quỷ đỏ nó xâm nhập vào cái tư tưởng của mình, nó nhồi sọ dân tộc Việt Nam chúng ta. Mà người dân thì không có biết, nhưng mà ngài biết, cho nên ngài phải tìm cách nào để mà giải hóa cái hận thù này do Tàu Cộng nó đã chia rẽ dân tộc Việt Nam chúng ta. Vì cho nên cái ngày 19 tháng 5 1989, khi mà Tàu Cộng nó muốn vinh danh cái tên Hồ Chí Minh này là danh nhân thế giới, thì ngài và những người yêu nước lúc đó mới đến UNESCO để mà yêu cầu UNESCO chỉ cần lấy cái dấu tay của cái tên Hồ Chí Minh trong lăng Ba Đình á, để so với dấu tay của ông Nguyễn Ái Quốc hiện đang còn lưu giữ tại Pháp, ở Sở Liêm Phóng nước Pháp. Vì ông Nguyễn Ái Quốc có đến nước Pháp xin việc làm, có làm hồ sơ, cho nên ở Sở Liêm Pháp người ta lúc nào cũng còn giữ cái dấu tay của ông Nguyễn Ái Quốc hết. Vì vậy cho nên Cộng sản Việt Nam không dám lấy cái dấu vân tay của tên Hồ Chí Minh đang nằm ở trong lăng Ba Đình để mà so với dấu tay của ông Nguyễn Ái Quốc, tại vì nó đâu phải là ông Nguyễn Ái Quốc. Đó là một sự thành công quan trọng nhất cho dân tộc Việt Nam chúng ta, và cho thế giới biết được cái tên này nó không phải là người Việt Nam. Cả thế giới đều biết cái tên Tàu Cộng này nó không phải là người Việt Nam, nhưng mà trong cộng sản chúng nó bưng bít, nó không cho người dân mình biết. Thậm chí là cái ngày đó chúng nó không thành công mà chúng nó vẫn mướn một cái phòng kế bên, nó tổ chức ăn mừng rồi nó gửi về cho trong nước để nó lường gạt những người cộng sản Việt Nam ở trong nước và người dân của chúng ta. Cho nên chúng ta phải thấy được những cái âm mưu xảo trá của cộng sản, nó lấy được đất nước Việt Nam chúng ta chỉ toàn là những cái âm mưu xảo trá mà thôi, chứ nó không phải là một người mà có một cái sức mạnh, có một cái trí huệ anh hùng như những người Việt Nam của mình. Nhưng vì chính vì chúng ta là những người anh hùng, những người nhân đạo, những người chân chính, cho nên làm sao chúng ta biết được cái bọn quỷ ma này nó gian manh đến mức nào,
Mình trong chân chính thì mình chỉ biết những người chân chính thôi, chứ mình đâu biết những cái người mà lưu manh, du côn, du đảng, ăn cướp, ăn trộm thì làm gì, mình đâu có biết làm chi. Những người mà có trí thức, người ta rất sợ gần gũi những cái người mà cái bằng ngoài dòng pháp luật này, người ta rất sợ. Không ai mà điên khùng gì mà dính vô mấy cái lũ này hết trơn á. Cho nên chúng ta không bao giờ biết được những cái âm mưu của chúng nó. May mắn là ngài đại thiên sứ của chúng ta đó là một chiến sĩ ở ngay cái tiền đồn, và là một người con nuôi của ông phóng viên nhà báo, phóng viên chiến trường đó. Cho nên ngài mới đi theo cái ông đó vào cái những cái lúc mà có chiến tranh ở trong nước, chứ những cái khu mà những cái vùng mà đánh nhau đó là người ngoài không có vô được. Cho nên ngài mới thấy được cái cảnh mà cộng sản nó đập đầu người dân Việt Nam chúng ta mà chưa có chết nữa, là nó đạp xuống hố, coi như nó chôn sống mình luôn đó. Là năm 1968, các bạn nên nhớ là năm 1968 đó là Tàu Cộng nó đã chuẩn bị lấy nước chúng ta rồi. Tại vì nó đã đưa cái tụi mà mặt trận chống miền Nam ngập đầy miền Nam mình rồi. Nó không phải nó đưa nhiều người, nhưng mà nó chỉ cần đưa một ít người thôi, rồi chúng nó mới tuyên truyền, chúng nó mới dụ dọa giết những người ở miền Nam của chúng ta, bắt buộc phải theo nó. Ví dụ bây giờ nó kêu con mình đi mà mình không muốn cho, nó bắn chết liền tại chỗ, thì bắt buộc những nhà khác đều phải cho con mình đi. Tại vì không cho đi nó cũng bắn chết, nhưng mà nó chỉ cần bắn một số người đầu tiên thôi là những người khác phải nghe nó và phải sợ nó. Đó là cái hình thức man rợ của cộng sản. Tại sao chúng nó thành công trên đất nước chúng ta, cũng như nó tìm cách là cho các cháu bé đến gặp Bác Hồ rồi xong rồi đi về đó. Không biết sao các cháu này chết, mình không có dám nói là nó thủ tiêu nhưng mà không biết sao các cháu này chết. Rồi nó mới nói với lại cha mẹ của những các cháu này đó là bị quân đội nền định nghĩa Cộng hòa của mình pháo kích, hay là bị đi ngang đường gì đó bị nổ mìn gì đó chết, để cho những người mà có những người con mà này nè chết á, người ta mới căm thù cái nền định nghĩa Cộng hòa của chúng ta để mà làm tay sai cho chúng nó. Và nó giết nhiều người tự do lắm. Hồi xưa mình ở trong nước mình không có biết được cái chuyện đó. Mình nghĩ rằng cộng sản họ vào miền Nam, họ phải nịnh nọt người dân dữ lắm, người ta mới thương, người ta mới chứa chấp họ. Chứ mình không biết là chúng nó mất dạy và nó ác độc tới như vậy, mình không biết. Ban ngày nó đi lang thang ngoài đường thì người ta tội nghiệp, rồi nó mẹ mẹ cô gì gì đó. Người miền Nam chúng ta thì dễ dàng lắm, thấy ai mà ngọt ngọt một chút cái là nghe liền, rồi bắt đầu cho nó ăn, rồi cho nó vô nhà nó ở, rồi đào hầm đào hố chứa nó, rồi nó kè dao vô cổ mình, nó bắt buộc mình phải nghe lời nó, hay là phải dâng bà tiền bạc gì cho nó thì đặng mà nó mới có tiền để mà nó tổ chức những cái thành phần mà cộng sản Việt Nam nó mọc ra, gần như là những cái thành phần mà có tiếng tăm ở miền Nam làm ra tiền, nó đều đến để làm, nó bắt buộc phải coi như giống như gọi là đóng hụi chết vậy đó. Cho nên nó mới lấy những cái tiền của người dân miền Nam mình để mà nó tổ chức cái mặt trận giải phóng miền Nam của chúng nó, có nghĩa là mình tự giết mình. Và người miền Nam của chúng ta sau khi mà chúng nó tuyên bố cái vấn đề gọi là trung lập hóa miền Nam thì người dân miền Nam chúng ta cũng thấy là con cái mình đi lính rồi cũng chết, rồi cũng người Việt Nam giết người Việt Nam, gọi là nồi da sáu thịt. Cho nên khi mà nghe cái vấn đề gọi là trung lập hóa miền Nam á, là người dân miền Nam chúng ta thích lắm.
vì trung lập quá có nghĩa là không có còn chiến tranh, chứ nó không có nói là nó sẽ biến việc miền Nam chúng ta thành cộng sản, nó không có nói, nó không bao giờ nó nói như vậy hết. Nó chuyên môn dùng cái danh từ là trung lập quá miền Nam, cho nên người dân của chúng ta bị lừng gạt và ngay cả cộng sản cũng bị lừng gạt. Cho nên sau 1975 thì những người mặt trận giải phóng miền Nam chỉ là những cái trái chanh bị vứt vào thùng rác sau khi đã hết nước. Cho nên cũng có nhiều thành phần muốn tạo ra những cái tập thể, tập đoàn để mà chống lại cái tụi Bắc Việt này. Nhưng mà đâu có được, nó đã chiếm toàn đất nước mình rồi thì những cái người đó đâu có cái cơ hội nào. Làm sao mà chống lại nổi được cả một lực lượng của nó đã nắm quyền cả nước. Cho nên họ tổ chức vượt biên. Những người mà đi vượt biên bán chính thức là đều do Mặt trận Giải phóng miền Nam họ tổ chức, để họ vơ vét vàng bạc, tiền bạc của người dân. Họ mới đi theo những cái người này ra nước ngoài luôn. Thì những người mà đi vượt biên đó, người ta cũng đi chung với những người này, người ta cũng tưởng là những người này đi vượt biên, chứ người ta đâu có biết nó là Mặt trận Giải phóng miền Nam. Cho nên khi mà họ sang đến nước Mỹ đó, thì cái lũ này nó đi, nó đem vàng theo biết bao nhiêu. Nó qua là nó đi học liền, là nó đi làm liền, là nó ngồi trên đầu trên cổ người vượt biên của chúng ta liền. Và chúng ta cũng không biết nó là cộng sản. Cho nên nó luôn luôn điều khiển những người Việt hải ngoại của chúng ta. Cho đến bây giờ nó cũng mua hết tất cả những truyền thông. Kể từ khi mà Mật Nghị Thành Đô ra đời thì chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của chúng ta cũng phải lập tức ra đời để mà khắc chế cái Mật Nghị Thành Đô này. Và từ cái ngày đó là cộng sản nó đã đến, nó tìm gặp cái cụ thủ tướng đầu tiên của chúng ta là cụ Nguyễn Trân, để nó thương lượng với cụ. Nhưng mà cụ không có gặp mặt, tại vì cụ biết cộng sản quá rồi. Cụ là tỉnh trưởng tỉnh Mỹ Tho, cụ biết cộng sản quá rồi, cụ không có gặp mặt và cụ từ chức. Cụ từ chức thì cụ cũng giao lại quyền hạn cho ngài tổng thống của chúng ta bây giờ, lúc đó là những cái quyền hạn để mà điều khiển chính phủ á. Nhưng mà ngài không có nhận lời và nhiều người yêu cầu ngài nhận trọng nhiệm thủ tướng tiếp tục, thủ tướng Nguyễn Trân, nhưng mà ngài không có nhận lời. Đến nỗi mà chúng ta cũng mời 27 vị tướng tá của nền đại nghị cộng hòa lúc đó, cũng không ai dám nhận lời hết. Thì các bạn, là khi chúng ta nhận lời là với cái danh từ là thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đó, chúng ta đâu có được đồng lương nào đâu, mà chúng ta đã là kẻ thù của cộng sản và tàu cộng và của Nga cộng luôn, mà mình có ông thân mình à, làm sao ai mà dám nhận cái đồng nghiệp đó, không có đồng xu nào hết. Nhưng mà tổng thống của chúng ta lúc đó là một triệu phú. Ngài có tiền, thậm chí ngài bán hết những cái cơ nghiệp của ngài mà tới 17 triệu lúc đó, chứ không phải là 1 triệu, 17 triệu lúc đó, để mà mua cái sa mạc Adelanto ngày hôm nay. Rồi xong rồi giúp cho 17 trại tị nạn. Tại vì lúc đó ngài thấy là 17 trại tị nạn đó là người dân Việt Nam chúng ta vì cộng sản mà phải mất nước, phải ra đi, thì là cùng chung cái khổ đau với mình, cũng giống y hệt như vậy. Nhưng mà ngài được trời phú là ngài vượt qua được tất cả những khó khăn bằng nhiều cái sự may mắn mà bằng cái trí huệ của ngài nữa. Cho nên ngài cố gắng đùm bọc 17 cái trại tị nạn này để mà sau này chúng ta có một cái hậu thuẫn. Các bạn biết không, giống như bây giờ người ta đi như vậy mà ta khổ đó, mà không ai giúp người ta thì sau này người ta đâu có cần biết tới ai. Nhưng mà lúc đó ngài hy sinh, ngài lo cho những người này, ngài lo công chuyện giúp đỡ này cái nọ, tìm cách nào để mà gửi họ định cư ở các nước. Cho nên ngài phải mất thời gian là 5 năm để ổn định cho những cái người mà
chưa có được đi đến đề tài quốc gia này. Rất là nhiều công phu công chuyện dữ lắm, chúng ta không có đủ thời gian để mà nói hết. Nhưng mà cuối cùng thì ngài mới xong, ổn định xong cái vấn đề mà những người tị nạn này rồi, thì ngài mới là ở trong tù cái đường, rồi ngài mới chuẩn bị cái chương trình mà tu hành của mình, thiền định của mình. Và đến 2005 thì ngài được Đảng Cộng Hòa người ta mời đến, là coi như là từ 1994 thì chúng ta được hai cái công hàm của Tổng thống Bill Clinton, rồi đến 2005 thì chúng ta mới được Đảng Cộng Hòa người ta mời, tức là người ta xác nhận luôn luôn người ta tin tưởng mình non một đêm em. Cho nên á ngài mừng lắm, tại vì từ năm 1994 á, tới 2005 á, là coi như mình không biết, mình không biết là cái chính phủ của mình nó sẽ đi về đâu. Nhưng mà ngày 2005 mà mình được mời lên Đảng Cộng Hòa rồi, mình biết là vẫn còn uy tín. Cho nên ngài mới tuyên bố là tiếp tục chống cộng, lật đổ cộng sản. Rồi 2010 chúng ta được thư viện nước sông, không được mời ngài đến thư viện nước sông để tuyên bố chủ quyền mỏ dầu Biển Đông của Việt Nam, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa. Và các bạn thấy 2010 là mình đã có một cái sức mạnh, coi như là mình có chủ quyền rồi đó. Vậy mà tới bây giờ là 2021, chúng ta vẫn chưa có mặt trên phần Việt Nam. Nó giống như bây giờ mình trồng cái cây đó, năng động nó lớn được một chút, rồi nó lớn được một chút, rồi nó có lá, có cành, có hoa. Và bây giờ chúng ta là đang có trái mà nó chưa có chín. Bây giờ chúng ta chỉ đợi những cái trái đào Minh Quân này chín là chúng ta sẽ được thưởng thức. Vì đào Minh Quân là một cái loại thần dược sẽ chữa trị cho những người Việt Nam chúng ta quên đi cái sự hèn nhát mà do cộng sản nó nhồi sọ chúng ta, tàu cộng nó nhồi sọ chúng ta. Chỉ có đào đào tiên đào Minh Quân mới cho chúng ta một cái sức khỏe và bình phục lại để mà cùng nhau phục quốc và kiến quốc. Chúng ta đã có những trái đào tiên đầy trên đại thụ Minh Quân, đủ sức nuôi dưỡng cả một dân tộc, và đại thụ Minh Quân cũng đủ sức bảo vệ cả một đất nước Việt Nam của chúng ta rồi. Đúng ra là những người Việt Nam chúng ta phải đến cái đại thụ này mà phải khéo léo đào bới xới dở cho các rễ của cái đại thụ Minh Quân này đó nó được không có bị suy xiển gì hết. Rồi tất cả chúng ta phải bưng cái đại thụ đạo Minh Quân này về Việt Nam, và chúng ta phải chăm sóc để mà chúng ta có hoài những cái trái đào tiên này mà giúp cho sức khỏe của người dân Việt Nam chúng ta. Các bạn thấy không, đã có một đại thụ Minh Quân sẵn rồi mà chúng ta không biết đem về để mà hưởng, mà còn phải có cái hệ thống trưng cầu dân ý. Nó cũng giống như là mình, khi mà các bạn trưng cầu dân ý đó là giống như các bạn đoàn kết tụ họp lại với nhau để mà khiêng cái đại thụ Đào Minh Quân này vậy đó, giống như hệt như vậy. Vậy cho nên khi mà muốn khiêng cái đại thụ Đào Minh Quân này mà về tới Việt Nam đó, thì nó phải cần rất là nhiều người Việt Nam chúng ta có sức khỏe, có trí tuệ để mà đem cái đại thụ Đào Minh Quân này về nước một cách bình yên, và chúng ta chăm sóc cẩn thận để muôn đời trên đất nước Việt Nam chúng ta sẽ có những trái đầu tiên thần thánh mà giúp cái sức khỏe của dân tộc Việt Nam chúng ta. Ngài là như vậy đó. Bây giờ chúng ta đã không có thức ăn, chúng ta đã không có cái sự che chở nào hết, không có một cái trí huệ nào cả, mà bây giờ chúng ta có mà chúng ta không biết mừng, không biết tìm đến
để mà đem về nhà mình xài, thấy không? Các bạn phải bỏ công sức ra một chút. Tại vì nếu mà chúng tôi không bỏ nhà, bỏ cửa để mà đi tìm Ngài đó, thì làm sao chúng tôi biết được những cái tội ác của Cộng sản ngày hôm nay để mà nói cho các bạn nghe, thấy không? Đó, may mắn là mình cũng còn sống để mà mình thấy được đã có một vị minh quân như mình đã cầu nguyện từ bao nhiêu năm nay. Ở trong nước ngày xưa chúng ta nói là 3 năm 6 tháng cơ hàn, rồi Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về, giặc tới Bồ Đề rồi giặc mới tan, mà mấy chục năm rồi chúng ta không có thấy một cái cơ hội nào ở trong nước có thể đứng lên lật đổ cộng sản được hết. Mà mình chỉ thấy được chỉ có Việt Nam Cộng Hòa phải trở về qua cái hiệp định Paris và hiệp định Geneva. Vì trước công pháp quốc tế, Cộng sản đã bước qua khỏi vị thứ 17 và đã coi thường hiệp định Paris. Cái chiếc xe tăng mà nó tông vào Quỹ Dinh Độc Lập là cái chiếc xe tăng của Bắc Cộng, và cái lá cờ là lá cờ của Nam Cộng. Đó là cái bằng chứng cho chúng ta đưa ra Liên Hiệp Quốc nếu chúng ta có được một vị đại diện chân chính cho dân tộc Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta đã có vị đại diện chân chính đó rồi, qua cái lượng phiếu mà người dân đã trưng cầu dân ý. Nhưng mà Cộng sản nó lại là người Việt Nam. Đó là cái điều mà chúng ta phải mất thời gian với những người này. Chứ nếu mà họ là những người Việt Nam, họ thấy được cái tội ác của Tàu Cộng và họ thấy được những cái việc làm của họ giúp cho Tàu Cộng đó, họ cũng không được cái gì hết. Việc mà Tàu Cộng nó đến đất nước chúng ta thì những anh em Cộng sản cũng giống như những người sĩ quan cái nền đệ nhị Cộng hòa đó, các bạn cũng sẽ vào những cái 150 cái trại tù mà chính các bạn đã xây dựng ra để mà giết những người nền đệ nhị Cộng hòa. Thì 150 trại tù đó chắc chắn cũng đi dành cho 4 triệu Cộng sản Việt Nam. Cái đó là thật sự như thế. Và Tàu Cộng làm sao nó xài những người này được? Những người đã từng bán dân hại nước, đất nước của họ mà họ còn không có nghĩ đến, thì làm sao mà Tàu Cộng nó sử dụng những người này? Cho nên nó phải đưa cái tên Tô Lâm. Cái tên Tô Lâm là cái người tàu của nó, cái gốc tàu của nó mới tin. Chứ nếu mà nó tin cái ông Trọng Lú và cái ông Phúc Nguyễn á, thì nó đâu có đưa cái tên Tô Lâm qua làm gì nữa, các bạn thấy không? Cho nên cái tên Tô Lâm này nó rất là nguy hiểm, nó nguy hiểm còn hơn cái tên Hồ Chí Minh nữa. Tại vì cái tên Hồ Chí Minh nó đến đất nước chúng ta là nó mới bắt đầu chuẩn bị một cái việc mà phải giết cái dân tộc này. Còn cái tên Tô Lâm này nó đến lúc này là bọn Tàu Cộng nó đã chiếm được 90% đất nước của chúng ta rồi. Cho nên cái tên Tô Lâm này nó rất có thế lực và nó rất là nguy hiểm. Mà nếu người Việt Nam chúng ta thấy được Tàu Cộng nó phải bỏ ra 100 năm để nó giết cái dân tộc mình. Và bây giờ nó đang ở ngay trên đất nước của mình. Mà nếu chúng ta không tranh đấu, không sáng suốt để tìm cách nào để mà thủ tiêu cái tên Tô Lâm này. Tại vì nếu mà không có cái tên Tô Lâm này là chúng ta rất dễ dàng. Nó giống như là nó là trụ cột của Đảng Cộng sản Việt Nam vậy đó. Cho nên nó vào cái quốc hội nó đâu có tốn tiền hối lộ. Thường vô trong Cộng sản là phải hối lộ, mà nó không cần hối lộ luôn. Là các bạn biết là nó đã được sự chỉ định của Tàu Cộng để mà nó điều khiển những cái tên mà đã có ở trong nước Việt Nam từ đó đến giờ mà không có làm vừa lòng Tàu Cộng, cho nên nó mới đưa thêm cái tên Tô Lâm này, đưa lên cái tên Tô Lâm này lên. Thì bây giờ nó đang ở trong nước chúng ta chứ không phải nó bên Tàu. Thì tại sao những người Việt Nam chúng ta không tìm cách để mà trừ khử cái tên Tô Lâm này, các bạn thấy không?
những người mà trong quân đội hay công an đều là con cháu của người Việt Nam Cộng hòa ngày trước, chứ không phải là con cháu của Cộng sản. Nhưng mà chúng ta sống trong một cái chế độ nào thì chúng ta phải chịu theo cái chế độ đó. Nhưng mà cái chế độ này nó giết dân hại nước và nó diệt chủng tộc của chúng ta. Nó diệt chủng tộc của chúng ta, tức là nó diệt chúng ta. Nếu chúng ta là người Việt Nam là chúng ta bị nó diệt. Cho dù ở nước ngoài, ở đâu cũng vậy. Nếu mà nó ổn định được đất nước chúng ta thành một quận lỵ của Tàu Cộng, thì những người trong nước tự nhiên sẽ chết dần, chết mòn. Giống như những người tù trên chính quê hương của mình. Tại vì nó đâu có cho mình ăn được tốt đâu. Mà mình cũng phải bỏ tiền ra mua nữa. Người Việt Nam đang bỏ tiền ra mua những hóa chất để mà tự giết mình. Thì tại sao các bạn không tìm ra một cái biện pháp để mà trừ khử cái tên Tô Lâm này, thấy không? Ngày xưa chúng nó muốn lũng đoạn cái nền đệ nhị và đệ nhất Cộng hòa của chúng ta. Chúng nó phải xâm nhập vào đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Nó phải đến gần những cái người quan trọng, nó mới biết được những cái thông tin quan trọng. Thì bây giờ những người đang làm việc với Tô Lâm, đang làm việc với Công an Việt Nam, đang làm việc với quân đội Việt Nam, phải biết mình là người Việt Nam Cộng hòa, nguồn gốc của mình là người Việt Nam Cộng hòa. Và những cái tên Tàu Cộng này nó 18 thằng thôi, mà tại sao chúng ta để cho nó cai trị dân tộc Việt Nam của chúng ta? Các bạn phải có cái sự suy nghĩ đó. Các bạn phải tìm cách tiêu trừ những cái tên Tàu Cộng này trên đất nước của chúng ta, thì chúng ta sẽ được tự do một cách dễ dàng. Các bạn thấy là nó muốn giết người nào dễ lắm. Nó bỏ thuốc vô cho người đó, hay là nó tạo ra những cái vấn đề khó khăn, bệnh hoạn này cái nọ, hóa chất này kia. Thì chúng ta muốn cứu nước, muốn không bị diệt chủng, có muốn trở thành một quận lỵ của Tàu Cộng, thì Ngọc Nguyễn rất mong những người anh hùng của dân tộc Việt Nam phải nổi lên, phải trỗi dậy. Tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam của chúng ta phải trỗi dậy. Cái võ khí tư tưởng của người dân Việt Nam chúng ta phải trỗi dậy. Phải tìm đúng người cách để mà tiêu diệt cái lũ này. Chúng ta có 90 triệu người dân mà chỉ có 18 thằng nó cai trị cả một đất nước của chúng ta. Chúng ta phải có những người yêu nước như những vị thần tướng của nền đệ nhị Cộng hòa. Chúng ta có 5 vị thần tướng anh hùng tuẫn tiết khi mà đã bị không giữ được thành, là người ta đã dám tuẫn tiết rồi, cho nên người ta mới sống mãi muôn đời trong lịch sử Việt. Thì Ngọc Nguyễn kêu gọi những người anh hùng đang kế cận những cái tên mà Tàu Cộng này đó, các bạn hãy tìm một đủ mọi cách, các bạn hãy hy sinh cái thân mạng mình đi để mà giết cái bằng được cái tên Tô Lâm này, thì chúng ta sẽ bình yên muôn đời trên quê Việt Nam với đại tam Việt Nam Cộng hòa. Chúng ta có một vị tổng thống tài trí, chúng ta có một hiến pháp thần kỳ, chúng ta có một quê hương giàu có. Cái mỏ dầu chúng ta gấp mười mấy lần của cái nước của quê, gấp 72 lần, chứ xin lỗi, cái mỏ dầu của chúng ta lớn gấp 72 lần của nước của quê, cho nên chúng nó mới tìm cách để mà cướp nước chúng ta, để mà nó hưởng cái mà gia tài của mẹ Việt Nam để dành cho dân tộc Việt Nam. Từ bao nhiêu năm nay chúng nó hưởng, mình không có được hưởng. Mình giống như là con nhà giàu mà bị nó ăn trước mình, ăn trên mình. Nó cho mình ăn những cái đồ thừa. Chúng ta không thể nào mà nhục như thế được. Các bạn hãy đứng lên. Đứng lên và nhìn ra 18 cái tên đầu sỏ Cộng sản này. Nó là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam chúng ta. Mà không cần các bạn khó khăn gì hết. Mỗi người đều nên trưng cầu dân ý, ký tên là Mặt Mâu Hồ. Và các bạn chờ đợi ngày về của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Còn ai mà anh hùng nữa mà dám giết được những người này là các bạn sẽ muôn đời trong hùng sử Việt.
Ai cũng phải chết một lần hết, không có ai chết hai lần. Mà đây là cái cơ hội cho chúng ta trở thành những người anh hùng của dân tộc Việt Nam trong cái vấn đề mà chúng ta đuổi Tàu về phương Bắc và lật đổ Cộng sản. Các bạn hãy là những người anh hùng mà đất nước đang chờ đợi. Các bạn hãy anh hùng đi, để các bạn sẽ là những người sống mãi trong lòng dân Việt. Vì ai cũng phải chết một lần, không có ai chết hai lần hết. Các bạn hãy thấy được đây là cái cơ hội cho chúng ta được vinh danh trong hùng sử Việt và trước thế giới luôn. Vì mà ngày về của Đại Tăng Việt Nam Cộng Hòa là chúng ta sẽ lật qua trang sử mới. Ngay cả những người trưng cầu dân ý đầu tiên, người ta cũng đã là những người anh hùng rồi đó. Các bạn sẽ không bao giờ bị quên lãng. Các bạn hãy anh hùng lên, hãy anh hùng lên để chúng ta cứu quốc và kiến quốc. Nguyễn tin tưởng là những người đang chịu sự cai trị của Cộng sản là những người có tâm huyết và có một cái sức mạnh. Các bạn có một cái sức mạnh nhiều hơn những người nước ngoài, vì các bạn đang cứu mình và cứu dân tộc của mình. Ngày hôm nay thì mình định đọc thêm một cái phần của cái bài văn của cái cô ngày hôm qua. Hôm qua chúng ta đọc đến lúc mà Tổng thống 16 tuổi, thì bây giờ chúng ta đọc thêm chút xíu là lúc tầm 18 tuổi. Thì ngài Đại Đức Quốc Công chúng ta đã thành lập làm đoàn trưởng thi đoàn Ra Khơi, cũng là chủ biên tạp chí Ra Khơi với bút hiệu là Nam Quán. Vâng, thưa quý vị, có phải là tuổi đời của ngài lúc đó rất còn trẻ không ạ? Có nghĩa là chúng ta thấy 18 tuổi là tổng thống của chúng ta đã có gần như là có một cái cơ nghiệp, khi mà mình là một chủ một cái tạp chí, các bạn thấy không đó. Và ngài được cái bút hiệu Nam Quán là tại vì lúc đó ngài còn trẻ quá, cho nên ông ngoại mới cho cái bút hiệu Nam Quán, để cho giống như là những người người ta đã thường đọc những cái bài văn của ông ngoại là với cái bút danh là Nam Quán đó, thì khi ngài sử dụng cái bút danh Nam Quán đó thì là sẽ có nhiều người người ta ngưỡng mộ nó nhanh hơn, có nhiều người biết hơn đó. Rồi ngày ngài là một nhà văn, nhà thơ, cái nội tâm là chỉ nói về cái tình yêu nước và cái tình thương dân của ngài, cho nên chúng ta cũng biết được có những bài thơ như bài của thơ Quê Hương, bài thơ Trơ Trọi hay là bài thơ Thức Giấc, hoặc là những lời hiệu triệu của ngài rất là anh hùng các bạn ha. Đó, ngài soạn nhạc, ngài viết thơ, ngài làm thơ, rồi ngài tranh đấu. Cuộc đời của ngài làm toàn là những điều mà tốt lành thánh thiện, thì chắc chắn người văn Việt Nam chúng ta sẽ có một cái kho tàng văn học rất là thánh thiện cho tuổi trẻ Việt Nam sau này noi theo. Đó, tại hôm nay chúng ta chỉ nói được một chút đến cái đoạn đó của cô viết thôi, còn là cái đoạn thứ bảy, còn cái đoạn thứ tám này đó thì là chúng ta sẽ nói ngày mai. Tại vì nãy giờ mình nói về vấn đề cái tên Tô Lâm này là nó nguy hiểm đó, và kêu gọi người dân Việt Nam chúng ta nên thấy được cái sự nguy hiểm của cái tên này, chứ nếu không Tàu Cộng nó đâu có đưa cái tên này lên. Khi nó đưa cái tên này lên tức là nó cảm thấy những cái tên kia không có làm việc bằng cái tên này, không có lợi cho Tàu Cộng bằng cái tên này. Cho nên cái tên này nó rất là nguy hiểm, vì nó được sự yểm trợ trực tiếp với Tàu Cộng rồi. Và chúng nó đã sát nhập 90% trên đuôi hơn chúng ta rồi. Nếu mà chúng ta không có được ngày Đại Tiên Sứ Đại Đức Quốc Công Tổng thống toàn phần Đại Minh Quân Đệ Tam cho chúng ta những cái cơ hội, khi ngài vừa là một thủ tướng là ngài đã tuyên bố tất cả những cái giấy tờ văn kiện của Cộng sản đều vô giá trị, thì ngày nay chúng ta về là chúng ta phải trả nợ điên luôn, các bạn biết không? Đó,
Cho nên cái ngày về của Đại Tam Cộng Hòa là người dân không có nợ nần ai hết, mà còn không phải đóng thuế 3 năm, và được có một đời sống bảo vệ tốt đẹp, chân chính, thương dân như con và kính trọng người dân như cha mẹ. Và đồng thời có một đội ngũ là những thành phần, những thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời sẽ là những người công bộc, chân chính, tận tụy cho các bạn. Các bạn thấy Tổng thống đã miễn phí cả một đời của Ngài cho dân tộc Việt Nam. Và những thành viên trong Chính phủ cũng vậy, đều ăn cơm nhà lo chuyện quốc gia. Thì tại sao các bạn không cố gắng bỏ ra 5 phút để các bạn có được một chính phủ như thế, mới kịp thời lấy lại những gì mà người quốc nội đã mất từ 80 năm của miền Bắc và hơn 45 năm của miền Nam. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời luôn trông mong những người Việt hãy mau đồng hành trên cầu dân ý để chúng ta nhanh chóng có một Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa trên vấn đề phục quốc và kiến quốc, đem tình thương, hạnh phúc, bảo vệ người dân qua hiến pháp của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Và Ngọc Nguyễn trân trọng kính chào Ngài Đại Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công, Tổng thống toàn phần Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, Đào Minh Quân kính yêu của dân tộc Việt Nam và phu nhân, với tất cả các bạn thương mến Ngọc Nguyễn và tuổi trẻ Việt Nam, cũng như các bố mẹ các em bé tí. Chúng ta hãy chỉ biết đến tổ quốc mà thôi. Chúng ta phải đặt tổ quốc trên hết. Vì nước mất thì nhà tan. Chúng ta không thể nào mà lo những cái nhà của mình mà không lo cái nhà mà lớn của mình. Để rồi nó sập xuống thì nó cũng đè những cái nhà nhỏ của mình thôi. Các bạn thấy chuyện đó không? Mà bây giờ các bạn sẽ có một cơ hội phục quốc mà không phải lo tiền bạc, không phải lo mà tìm những vị kỹ sư để mà xây dựng những cái chương trình để mà xây nhà thì gì hết. Các bạn có tất cả những điều đó, chính phủ lo hết. Người dân chỉ cần trưng cầu dân ý và ký tên đồng bằng Mơ Hồ là chúng ta sẽ có một Đại Tam Cộng Hòa nhanh chóng xây dựng lại tất cả cho quyền Việt Nam chúng ta, để mà chúng ta không bao giờ bị một cái ngày uất hận như ngày 30 tháng 4 nữa. Rất mong ngày uất hận 30 tháng 4 2021 sẽ là ngày quốc vận cho dân tộc Việt Nam chúng ta qua sự đóng góp của mỗi người dân. Ngọc Nguyễn xin tổng chào. Bye bye.